rất là sạch. Cá này là cá tự nhiên, không có cá nuôi, bởi vì là cá mè giá nó rất là rẻ. Nếu mà nuôi thì lỗ. Đấy, cho nên là chỉ có tự nhiên thôi. Cái cá mè này là đây là cá mè ở Hồ Đồng Mô nhá. Hồ Đồng Mô ở Sơn Tây. Và ăn mặt nước nổi rất là rộng trên, đúng không ạ? Bây giờ đã đang là mùa tháng 9 tháng 10 mưa hay có mưa bão, thế là nước nó lên, cá nó lên đẻ. Nên ta bắt được, đánh được con cá. Giá rẻ thì siêu rẻ luôn, có 20.000 một cân. Nhưng mà kho ăn thì nhất luôn. Đây chúng ta làm cá nhá. Lưu ý là khi làm cá mè là phải cạo sạch cái màng đen đen ở trong bụng của nó nhá. Nó là tanh. Để cho miếng cá nó sạch sẽ. Đấy. Miếng cá này to dài chưa? Đấy. Mẹ làm nhá. Tanh. Giá lại rẻ, có những nghệ ngon tuyệt vời. Cá mè kho không tanh tí nào. Mình quay video giải trí cho vui vui nhá, các bạn vào xem ủng hộ mình nhá. Cá mè này xong là cá mè này là kho nào bà nhỉ? Làm sạch sẽ xong rồi muối, muối sau cho nó cứng con cá, cá đừng nước qua kho. Bà kho với cái gì nhỉ? Có cái nghệ vàng, vàng giã ra. Bà kho này khoảng bao tiếng nhỉ? Ôi, 5 tiếng à. Thế thì xương cá mè này nó mục hết luôn đúng không? Xương, cá mè nhiều xương răm. Nhưng mà nhìn chung là với cái kho 5 tiếng thì còn miếng cá rất là ngon. Đấy, chúng ta làm sạch hết nhá. Và banh con miếng banh ra con xem. Đây, làm sạch hết cái màng đen nhá. Tuyệt vời luôn. Đây là nồi cá mè nhá. Chỗ này là tổng là 6 cân. Đấy này nhá. Cho muối vào nhá. Cho muối sóc vào ướp các bạn ạ. Vút canh. Đấy, nhiều chưa? 6 cân cả. Nó vừa vừa đừng mặn quá bạn. Sóc nhá. Nồi này 6 cân đấy cả nhà. Nhiều lắm. Thế thôi. Đấy, sóc sang xong là ướp để lúc. Đấy, bây giờ bắt đầu đi đào nghệ về để kho cá nhá, cả nhà nhá. Tươi luôn nhá, con cá rất là sạch luôn.
Vâng, nghệ quá. Trồng 2 năm rồi, nghệ đẹp không? Tươi luôn nhé, tươi về kho cá thế ăn ngon. Nồi cá này hơi tốn nghệ thế, nhiều nghệ này xong ngon, ăn nó ngon mà ăn nghệ ngon lắm. Nghệ con cá nó ra mỡ xong nó dưa nghệ, cây củ nghệ chứ đi. Nghệ này rất nhiều tác dụng luôn. Chị em phụ nữ hay dùng bột nghệ để làm đẹp ấy. Mình đây kho cá ăn sướng, ăn rất là bổ, chả tội gì. Nhà này nghệ còn đầy. Nghệ rau ngon rất là nhiều. Đấy, đi đào nghệ về để kho cá nhá. Đấy, nghệ sau là sau khi mang về nhá, đấy phải làm sạch gọt vỏ đấy. Các bạn thấy chưa, thấy không, gọt sạch vỏ này xong là rửa sạch thì xong bắt đầu giã nhá. Đây, nồi cá sau khi ướp muối nha. Bên này mình bắt đầu tiến hành đóng bếp để kho. Đấy. Đấy. Bây giờ đang giã nghệ ở nhà nha. Úi, nó cứng lắm. Cứng nó bắn. Sau mà đang nhảy cọt ra thì nó đỡ bị bắn. Đơn giản thế nào đâu cả nhà. Giã ra để kho cá đấy. Đấy, sau khi rửa sạch là đem vào giã nhá. Đấy, trong lúc là giã nghệ cho hoa bắt đầu đã nhóm nồi cá rồi nhá. Đây nhá. Cho đầy, đổ đầy nước luôn nhé. Đầy nước luôn để kho. Không phải là đấy. Quá ngon luôn mọi người. Wow. Đấy, bắt đầu cho nghệ vào cá nhá. Cho nghệ vào nồi. Đại hết ở trên mà. Ngon chưa? Ngon chưa đấy? Ngon chưa? Ngon. Ngon chưa? Chưa đi các bạn. Kho từ 9 giờ sáng nhé. Bây giờ này mình vừa hỏi mẹ mình, mẹ mình bảo là lúc nào nó hết nước thì sẽ là chín ăn được. Ôi,
ngọt quá mọi người ơi. Đấy, đây là cá kho nghệ nhá, cá kho nghệ siêu ngon luôn cả nhà, ngon lắm, quá tuyệt vời luôn. Đây kho một củi nhá, củi gộc ấy. Người nhóm bếp thì dùng củi thì che cho nó dễ cháy, nhưng mà bây giờ sau khi nó ấm bếp rồi thì mình cho củi gộc vào. Mình cá 6kg này, với 1kg nghệ này. Quá đặc biệt nhỉ. Sáng nước nó đầy rồi, bây giờ đã cạn. Sau khi mấy tiếng, từ 9 giờ bây giờ là 12 giờ 3 tiếng đồng hồ, chắc khoảng 2 tiếng nữa là được. Đây là món trứng cá mè nhá. Trứng cá mè sau khi mình không chiên, bỏ ra mình rán trứng cá mè. Rán mình không kho từng cá, mình bỏ ra mình chiên lên để ăn, chấm mắm ớt ngon, ngọt lắm. Đấy nhá, thử miếng nhá. À, thử miếng này. Chấm mắm ớt. Úi xù, ngọt quá. Quá ngon luôn. Trứng cá. Bây giờ là sắp 1 giờ nha. Xung quanh trứng cá. Quay nồi cá nha. Bây giờ không thấy nó sủi được bụng nữa rồi. Đã tương đối khô rồi cả nhà nhá. Bắt đầu ui mùi nghệ thơm quá luôn. Mùi nghệ quá thơm luôn mọi người. Ui. Thật. Đấy. Cá mè kho nghệ nhá. Cá mè kho nghệ món ngon hấp dẫn. Là vừa. Ai, nồi cá chín rồi nhá. Đấy, nồi cá kho nghệ chín ngon chưa? Thưởng phức luôn nhá. Đây nhá, tôi lấy cá ra. Cá ra. Khó phết, chắc tôi vừa rồi. Đây nhá. Ôi miếng cá ngon chưa? Đấy, lấy ra đĩa ăn cá nhá. Ngon quá. Cá quá ngon luôn cả nhà. Mọi người nhìn miếng cá này, miếng cá dài gần bằng găng tay 20 phần. Đấy, cá kho nghệ nhá. Ô, mời cả nhà ăn cơm.